và trung tâm cũng như trên trang Facebook nhận rất nhiều những lời nhắn gửi yêu thương và cầu nguyện của tất cả quý vị khán thính giả xa gần đại diện cho ban quyến vụ như ban tổ chức đại lễ hôm nay ở tại miền Nam California của cố đại diện ngành linh tín. Kính lời tri ân đến tất cả quý khán thính giả vẫn đang dõi mắt về chương trình văn nghệ tưởng niệm ngày hôm nay và dành ra vỗ tay với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Loan. Phương Loan xin kính chào quý vị và Phương Loan xin mượn bài hát Thánh Ca Phó Thác để tiễn đưa linh hồn Giuse Hoàng Đức Tiến về nhà Chúa. Oh,
mà đã phải trải qua biết bao nhiêu là đau buồn khi mà người nhà của cô đã ra đi. Thưa quý vị, bây giờ thì cô Thái xin phép mời quý vị nghe một